Đổi đi. Mấy? Nói đi. Phải. Phải. Cô giáo có nói ngày mai không có đề không? Trời ơi, em bích đề em ăn nè. Để đây, nó giơ lót tay đi. Happy birthday Jason. Khoan từ từ. Lau miệng. Bích đề ông ngoài khai đờ rồi qua ăn bánh rồi. Happy birthday Jason đi. Ôi chúa, happy birthday đi. Trời ơi, mặt sao nóng hổi vậy? Rồi, hai lại thở càng cày với em nè. Ừ. Rồi, happy birthday Jason. Jason mấy tuổi? Phải. No, phải. Nhiêu? Điếm coi mấy cây đàn cây. Nè, đổi lên lại cây. Phan. Đừng thổi. Đừng nha. Để từ từ nha. Để chụp lại cho sáu cầu đàn nha. Anh cho chút nha. Bữa nay chơi sình 6 tuổi nè, birthday chơi sình nè, happy birthday chơi sình. Oh, happy birthday chơi sình. Bữa nay mẹ nghỉ ở nhà, mai mới đúng ngày của chơi sình, bữa nay làm sớm ngày. À, thôi đi, thôi. Thổi, thổi mạnh lên. Happy birthday Jason. Happy birthday. Mấy tuổi? Six. Ôi, đúng nữa không? Nè, ăn cái nào? Ăn cái nào? No. Nè. No. No. Ăn cái kinh không? No, ăn khét không? Con không muốn cái này. Không muốn đó hả? Muốn đó gỡ ra. Hai ăn không? Lấy dĩa đi cắt khét ra. Lấy dĩa nhỏ ra hai. Lấy dĩa nhỏ kìa. Cái gì? Ăn gì chơi sình? Chị Kiều Vinh, bữa nay con mấy tuổi? Mấy tuổi? Không biết. Không biết hả? Ăn chị Kiều Vinh không biết luôn. Trời ơi. Cái nào chị nào bất đề? 28. Tốt đề nhé, quyết. Ok, bye đi chơi sần. Bye đi. Để bấm đây hả? Bấm đây. Bye, bye chơi sần. Bye bất đề đi. Nó sao bảnh vậy, bất đề con.